Xin chào quý anh chị đến với chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu. Hôm nay bác sĩ Toàn sẽ chia sẻ chủ đề co giật do sốt. Co giật do sốt là gì? Đó là tình trạng co giật con rồng toàn thân của trẻ từ sốt từ 38 độ trở lên. Nó xảy ra từ 3-5% ở trẻ độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, tức nghĩa là 100 trẻ sẽ có 3-5 trẻ bị tình trạng đó và không có dấu hiệu của tổn thương nhiễm trùng thần kinh trung ương hoặc là bệnh chuyển hóa cấp tính. Vì sao sốt lại gây co giật ở trẻ? Do hệ thần kinh của trẻ chưa phát triển đầy đủ và một số trẻ nó rất là nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ. Dĩ nhiên là không phải bé nào sốt nó cũng gây co giật, chỉ xảy ra ở một số trẻ có nhạy cảm với nhiệt độ thôi. Và trẻ từ 5 đến 6 tuổi khi hệ thần kinh đã trưởng thành và tình trạng nhạy cảm không còn nữa và trẻ sẽ hết cái tình trạng là co giật do sốt. Vậy ba mẹ nên làm gì khi trẻ có tình trạng co giật do sốt? Đây là một số lời khuyên bác sĩ dành cho ba mẹ. Thứ nhất là chúng ta phải giữ bình tĩnh, giải tán mọi người xung quanh. Thứ hai là nới lỏng quần áo của trẻ ra. Thứ ba là không nên di chuyển trẻ đến vị trí khác nếu nơi đó là nơi an toàn. Thứ tư là chúng ta nên chuẩn bị thuốc hạ sốt, huyết hậu môn để sẵn trong tủ lạnh và sử dụng một viên liền khi bé có co giật do sốt. Rồi những điều chúng ta không nên làm là gì? Là chúng ta không nên dùng tay hay vặt nhét vào miệng của bé, không nên cho bé ăn uống bất kỳ thứ gì hết. Và kèm theo là chúng ta không nên cạo gió hay thoa dầu hay là thoa rượu vào da của bé. Nếu chỉ là co giật do sốt đơn thuần thì khoảng 15 phút bé sẽ tự hết. Lúc đó chúng ta cần phải kiểm tra cho bé những cái phản xạ nghe nói và chúng ta phải trấn an bé. Sau đó chúng ta hãy đưa bé đến bệnh viện gần nhất. Nếu thấy thông tin này bổ ích, ba mẹ hãy chia sẻ liếc cho đến mọi người. Nếu ba mẹ có câu hỏi hay muốn trao đổi hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại ba mẹ vào chương trình 120 giây kết nối cùng Phương Châu vào chúng ta.